Dạ, căn cứ vào khoản 1 điều 141 của Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017 có quy định rằng người nào dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc các thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân thì bị phạt tù từ 2 đến 7 năm tù. Căn cứ vào khoản 1 điều 141 của Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017 có quy định người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Ủa anh Phúc ơi, làm sao mà anh có thể nhớ hết từng điều khoản như vậy vậy? Wow, nhiều bạn sẽ thắc mắc là không biết tại sao Phúc có thể nhớ được không sai một chữ trong từng điều khoản được quy định trong luật như vậy phải không? Vậy thì các bạn phải xem hết video này, Phúc sẽ chỉ cho mọi người bí kíp làm sao có thể hack não vào đầu những điều khoản khó nhớ. Không nhé, sẽ không có bất kỳ một ai có thể thần thánh nhớ tất tần tật hết tất cả những điều luật được quy định trong các văn bản pháp luật của Việt Nam đâu. Bởi vì các bạn biết không, trong hệ thống pháp luật của Việt Nam á, nó chia ra rất là nhiều cái lĩnh vực, nhiều cái bộ luật, nhiều thông tư và nhiều nghị định khác nhau. Nó được quy định một cách khái quát và một cách chi tiết. Ví dụ như cùng về một vấn đề lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động thì sẽ chịu sự điều chỉnh của luật lao động. Nhưng nếu vấn đề đó liên quan đến bảo hiểm một chút xíu thì nó lại chịu sự điều chỉnh của luật bảo hiểm xã hội. Và nếu như vấn đề phát sinh nằm cốt lõi ở việc làm giữa người lao động và người sử dụng lao động thì lúc này có khả năng nó chịu sự điều chỉnh của luật việc làm. Vậy có thể thấy rằng bất kỳ một vấn đề pháp lý nào phát sinh ra đều có thể chịu sự điều chỉnh của bởi nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau. Dĩ nhiên là sẽ có câu chuyện văn bản quy phạm pháp luật chung và văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành. Nhưng chung quy lại chúng ta sẽ phải có sự vận hành tổng hòa lại hết tất cả những văn bản đó để vận dụng trên thực tế một cách nó đúng luật và nó suôn sẻ hơn. Thì quay lại với cái chủ đề của chúng ta là bí kíp để hack não vào đầu những cái điều luật khó khăn. Thì thật ra thì nói là bí kíp thì nó cũng không đúng, cái này mình phải thành thật xin lỗi các bạn. Nhưng mà thực chất á, nó có một cái kỹ năng như vậy để mà các bạn nhớ rõ được từng điều luật cụ thể như thế nào và các bạn có thể sổ ra một tràng giống như cái đầu clip hồi nãy mình mới vừa làm á. Thì á, đòi hỏi các bạn phải có sự nghiên cứu, có sự đầu tư, các bạn phải nghiên cứu về nó nè, tiếp xúc về nó, hiểu bản chất vấn đề. Ví dụ như các bạn muốn chuyên về luật lao động đi, thì các bạn phải tìm hiểu tất tần tật những vấn đề pháp lý liên quan đến luật lao động. Sau đó bạn hiểu nó, bạn thấm vào đầu rồi, bạn vận dụng trên thực tế, bạn cọ sát với những vấn đề pháp lý xung quanh, thì lúc này nó sẽ hình thành cho các bạn một cái kỹ năng, một thói quen và nó đi vào tiềm thức của bạn, làm cho bạn có một cái tư duy pháp lý, bạn nhớ rõ được kiến thức pháp luật hơn và đụng tới vấn đề nào bạn cũng có thể sổ ra được như vậy. Đó, thì nói đến đây thì các bạn sẽ thắc mắc là tư duy pháp lý là gì phải không ạ? Thì mình sẽ nói nôm na cho các bạn hiểu. Tư duy pháp lý đó là một cái khả năng mà các bạn có thể phân tích được một vấn đề nào đó và đưa ra cách giải quyết vấn đề đó dựa trên quy định của pháp luật. Và để hiểu rõ hơn về tư duy pháp lý và cách thức để rèn luyện tư duy pháp lý thì mình có một cái video được đính kèm trên đây, các bạn có thể xem. Như vậy có thể thấy rằng bất kỳ một vấn đề pháp lý nào phát sinh ra thì cũng có thể chịu sự điều chỉnh của bởi nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau. Và một câu hỏi đặt ra là tại sao những người hành nghề luật nói chung và những anh chị luật sư nói riêng có thể mở kim khẩu ra là có thể nói được tất tần tật những điều khoản được quy định trong các văn bản như vậy? Và các trường đào tạo về luật đã phải làm như thế nào để có thể giảng dạy và đào tạo ra những con người tài ba đến như vậy? Theo kinh nghiệm của Phúc á, thì hầu như các trường đại học nào đào tạo chuyên về luật thì đều xây dựng một cái nền móng cho sinh viên của mình, đó là nền tảng về tư duy pháp lý, nền tảng những kiến thức căn bản. Ví dụ như các bạn học về một cái luật nào đó như là luật lao động đi, thì giáo viên sẽ hướng dẫn cho các bạn biết được là nguồn gốc tại sao nó được hình thành nên cái luật đó, rồi những điều khoản, những điểm nổi bật, những cái sự đổi mới trong từng văn bản qua từng thời kỳ như thế nào, và sẽ cho các bạn được va chạm thực tế bằng những bài tập tình huống, cho các bạn làm việc nhóm, rồi cho các bạn phân tích, trao đổi, thuyết trình, phản biện với nhau trực tiếp tại lớp thông qua những bài tập về nhà đó. Thì thông qua những cái cách thức như vậy, nó sẽ hình thành cho các bạn một cái tư duy pháp lý. Và đây chính là cái mấu chốt của vấn đề. Tức là sao ạ? Tức là bạn phải có tư duy pháp lý sẵn thì bạn mới có thể vận hành được quy định của pháp luật vào trong thực tế được. Và việc một người có tư duy pháp lý nhạy bén hay không, nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kỹ năng, năng lực, trình độ, khả năng và cái sự rèn luyện chăm chỉ của mình mỗi ngày như thế nào. Thì để có được cái tư duy pháp lý như thế này thì đòi hỏi các bạn phải kiên trì, luyện tập
và tìm hiểu những vấn đề pháp lý. Và cũng có một cái lưu ý này cho các bạn, đó là khi mà các bạn học luật đó, thì các bạn đừng đặt nặng cái vấn đề là các bạn phải thuộc từng câu từng chữ. Hoặc ví dụ như bạn giao tiếp với một cái người đó có một cái vấn đề pháp lý nào đó cần bạn tư vấn, thì bạn phải thuộc hết tất cả những điều khoản rồi bạn sổ ra. Như vậy thì nó rất là khó, bởi vì không phải khách hàng nào cũng có thể hiểu được hết tất cả những điều khoản luật. Và nếu như họ hiểu thì họ đâu cần tìm đến bạn để làm gì nữa. Họ tìm đến bạn là để bạn share lại cái kiến thức mà bạn đã hiểu, cũng giống như là bạn vận dụng nó vào trong thực tế giải quyết những vấn đề của họ như thế nào. Thì cách tốt nhất để mà bạn có được một kỹ năng RO đó, bạn phải học tập thật tốt vào, nghiêm túc học tập, nghiên cứu sâu vào và cho nó vào trong bộ não của mình đi, và vận dụng trên thực tế, cọ sát nhiều vào, thì chắc chắn bạn sẽ làm được những điều mà Phúc vừa làm khi nãy. Thông qua video này, Phúc có một cái lời khuyên dành cho các bạn nào đang học luật, rằng nếu như các bạn quan tâm về một vấn đề nào đó, hoặc các bạn muốn được hành nghề giỏi trong tương lai, thì các bạn đừng học qua loa, đừng học lướt, học vấn đề nào, nắm chắc vấn đề đó và phải nghiên cứu thật là kỹ vấn đề đó. Sau đó được thì chúng ta sẽ tiếp tục cọ sát thông qua những cái chương trình thực tập hoặc làm việc tại các đơn vị nào chuyên về luật, hoặc những cái doanh nghiệp nào đó có những vấn đề pháp lý và cần bạn hỗ trợ, hãy hỗ trợ hết mình. Lúc đó bạn sẽ trở thành một người thành công và giỏi luật. Đụng luật tới đâu các bạn có thể nói đến đó. Cảm ơn bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy like và chia sẻ để lan tỏa những giá trị đẹp. Tôi là Phúc, tôi sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn về pháp luật.